Quý vị và các bạn thân mến, tặng quà dịp Tết là một nét đẹp trong truyền thống văn hóa của người Việt. Những món quà được gửi người thân, bạn bè hay đồng nghiệp với ý nghĩa là trao đi yêu thương, đồng thời cũng để nhận lại tình cảm tốt đẹp cho chính mình. Nếu như trước kia thì mọi người thường tặng nhau bánh mứt hay các vật trưng bày phong thủy, thì với cuộc sống hiện nay, xu hướng tặng quà mang tính thực tế cao như các sản phẩm công nghệ đang được nhiều người ưa chuộng. Trong chuyên mục trải nghiệm số tuần này thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị một số mẫu điện thoại giá rẻ đang được nhiều người dùng tại Việt Nam chọn lựa làm quà tặng cho người thân hay bạn bè. Đó là những mẫu điện thoại nào và tính năng của chúng có gì đặc biệt? Để giải đáp những thắc mắc này thì ngay bây giờ chúng ta cùng kết nối với River Dũng Didu tại trường quay trải nghiệm số để hiểu rõ hơn. Trước khi mình đi vào review chi tiết từng sản phẩm thì mình sẽ đi dạo qua cái khu điện thoại đây để mình sẽ phỏng vấn một số bạn để xem là những cái tiêu chí nào để bạn chọn một điện thoại để bạn tặng cho người thân trong cái dịp Tết sắp tới. Chào bạn. Mình muốn hỏi bạn một chút là bạn đang tìm điện thoại gì? Vâng, hiện nay em tìm cái sản phẩm của Asus. Muốn tìm cái loại màn hình to về tặng cho mẹ em. Ngoài cái tiêu chí màn hình to thì bạn quan tâm những cái tiêu chí nào khác? Ví dụ như là giá hay là màu hay là cái kiểu dáng như nào không? Thì đầu tiên thì màn hình cũng phải to chút, tại mẹ em cũng người già cần màn hình to đúng không? Đúng rồi. Thứ hai là ngoài ra thì bạn có quan tâm đến cấu hình không? Cấu hình thì em nghĩ là cũng vừa phải thôi, tại vì người già thì cũng không cần gì nhiều đến cấu hình. Mẹ bạn còn nói chuyện với ai qua video, gọi điện video không? Dạ có, thỉnh thoảng cũng nói chuyện với cô em bên nước ngoài qua máy tính. Thế còn về giá thì bạn quan tâm đến tầm giá như nào? Thì tầm khoảng 3 đến 4 triệu. Tôi muốn chọn cái sản phẩm nào mà giá thành của nó hợp lý, nhưng mà cái yêu cầu là có một cái tuy giá nó hợp lý nhưng mà camera của nó có đẹp để tôi có thể tặng bạn tôi. Xem qua vài dòng sản phẩm và em thích chắc là Samsung chị ạ, cho mẹ dễ dùng. Và năm nay thì có 12 mẫu mới, đó là A7 với A5 ạ. Thì em nghĩ là A5 thì với cái tay mẹ em thì cầm nó sẽ phù hợp hơn. Thấy cái dòng này giá cũng hợp lý mà màn hình cũng khá là to, em thấy cấu hình cũng tốt đấy ạ. Thì em đang tham khảo xem để mua về cho bố dùng đọc báo ở nhà chẳng hạn. Và trong cái chuyên mục ngày hôm nay thì mình sẽ nói về ba cái điện thoại mình cảm thấy là thích hợp nhất để dành làm quà tặng cho cái dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Và ba cái máy hôm nay mình muốn nói đến đó là cái đầu tiên là cái Asus Zenfone Laser của Asus. Cái thứ hai đó là một chiếc máy màn hình cong của LG, đó là LG Magna. Và chiếc cuối cùng đó là Oppo Neo 7. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ chi tiết về từng cái máy một cho các bạn. Đầu tiên mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm chiếc máy đầu tiên, đó là chiếc Asus Zenfone Laser. Thì cái máy này điểm mạnh nhất của nó đó là về cấu hình, đó là camera mặt sau, nó camera đó là 13 megapixel. Ngoài ra thì nó còn là một trong những cái máy giá rất là hấp dẫn mà có cái khả năng lấy nét bằng đèn laser, một cái công nghệ rất là cao cấp mà vốn trước đây chỉ được trang bị cho những cái máy ở phân khúc tầm cao mà thôi. Ngoài ra thì chúng ta có một cái máy với màn hình là 5 inch và độ phân giải là HD. Laser có một cái thiết kế theo mình là khá là đẹp, với cái mặt sau là mặt sau cong còn nhựa bóng theo như cái truyền thống của Zenfone. Và các nút thì được để mặt sau này, tức là tương tự như cách mà LG họ làm G3 hoặc G4 trước đây. Chiếc máy thứ hai đó là LG Magna, một chiếc máy tầm trung của LG. Thì cái máy này nổi bật không chỉ là cái thiết kế gọn gàng và rất là đơn giản của nó mà còn là cái màn hình cong. Ngoài ra thì máy cũng có cái camera độ phân giải là 8 megapixel với RAM là 2GB và cái cụm nút bố trí đằng sau này. Màn hình của máy cũng rất là đẹp. LG là một trong những cái hãng điện thoại làm màn hình rất là đẹp và điều đó được thể hiện ở trên LG Magna. Chiếc máy cuối cùng đó là một chiếc máy mình đánh giá là đẹp nhất ở trong số 3 cái máy mình có hôm nay. Nó đẹp vì sao? Nó đẹp bởi vì đó là nó có một thiết kế rất là vuông ở mặt kính, ở mặt trước và mặt sau. Như bạn thấy, rất là sang trọng. Mặc dù rất là đẹp về thiết kế nhưng mà Oppo Neo 7 lại hơi thiệt một chút so với hai chiếc máy còn lại về cấu hình. Đơn cử như việc là máy chỉ được trang bị RAM 1GB, màn hình mặc dù là 5 inch nhưng mà chỉ có độ phân giải là 540x960, trong khi hai cái máy còn lại đã có độ phân giải là HD rồi. Thì cái độ phân giải cao này giúp chúng ta nhìn ảnh nó được nét và mịn màng hơn. Và mình cũng lưu ý với các bạn, khi mà chọn điện thoại bây giờ thì
hầu như điện thoại bây giờ đều có cái kết nối 4G LTE, thì cả ba cái máy đây đều có hỗ trợ, đã hỗ trợ LTE. Theo như mình biết thì một số cái máy, kể cả máy tầm thấp khoảng độ 2-3 triệu thôi, thì nó cũng đã bắt đầu hỗ trợ 4G rồi. Nhưng mà các bạn cũng nên lưu ý khi đi chọn cái tiêu chí này để có thể mua được những cái máy có 4G. Thì 4G là cái công nghệ mạng tốc độ cao, nó cao hơn rất là nhiều, tầm độ khoảng 10 đến 20 lần so với mạng 3G hiện tại. Với công nghệ phát triển bây giờ thì 4G nó cũng sẽ không tiêu thụ nhiều pin của máy lắm so với 3G hiện tại. Và đặc biệt là cái giá cước nó rất là hấp dẫn. Theo như Vinaphone thì cái giá cước 4G của họ sẽ chỉ ngang bằng với 3G mà thôi. Mình vừa cùng với các bạn điểm qua ba cái mẫu điện thoại đáng chú ý và nổi bật nhất để làm cái quà tặng cho dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Thì hy vọng là với cái trải nghiệm vừa rồi của mình và các bạn thì các bạn sẽ có được những cái tiêu chí rõ ràng nhất để đi chọn điện thoại để tặng cho người thân. Nếu mà các bạn có câu hỏi hoặc là có yêu cầu cần trải nghiệm về cái máy nào thì các bạn có thể gửi tin nhắn lên fanpage của chương trình hoặc là gửi email vào địa chỉ 10phutcamnhat@vtc.gov.vn. Rồi mình sẽ xem và bạn mình sẽ làm những cái đó cho các bạn. Xin chào và chúc vui vẻ.